chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói tới anh đâu, lo ăn đi, đừng có mày thua. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa? Dạ. Chọi nó đi. Ba. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này. Nè, đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Cô dâu mới tới. Dạ. Chào cô. Ủa sao cô dâu tới sớm vậy? Tại hôm nay hơi nhiều bài đó, tranh thủ ăn đi xong rồi lên học. Nè cô giáo. Dạ. Em ăn sáng chưa? Nếu mà chưa ăn á, ngồi xuống ăn bánh canh với nhà chị đi. Ôi, dạ thôi, em kỳ lắm. Có gì đâu. Cái gì? Trời, sẵn bữa rồi mời cô giáo ngồi ăn. Đây cái tô này là cháu nó chưa ăn đó. Mời cô. Ăn đi em. Cảm ơn bác. Cứ tự nhiên nha. Cô giáo không bao giờ biết từ chối đồ ăn mà. Cái thằng này là tao chọi đó. Mày cứ hổ với cô giáo rồi sao mày dạy dỗ em mày? Còn với làm chi khác nhau chứ? Mày còn cá treo nữa hả? Cái thằng đây. Ăn đi cô. Dạ. Con chào cả nhà, con về rồi đây. Ủa, nè, qua đây đi. Vô ăn luôn con. Cho anh tô con ơi. Dạ. Sao hôm nay mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chào anh. À, chào cô. Dạ. Dạ. Khoan đi ngủ đã, ăn hết tô bánh canh đi rồi hãy ngủ. Dạ thôi, tối hôm qua ăn thức nguyên đêm cho nên anh mệt lắm. Nè, cho chú nước lèo thôi nha. Dạ. Ủa vậy là hôm qua cậu không về hả? Cái thằng này, con cháu gì kỳ vậy? Ở sát phòng cậu mà hỏi câu đó, không biết gì hết trơn. Vô tâm y như là sinh viên trường nhân văn vậy đó. Cô giáo bị giặt hả? Hớp miếng nước lèo đi cho đỡ giặt. Dạ. Đang ám chỉ gì đây? Còn nói nhân văn này nọ, rõ ràng đang uy hiếp mình mà. Cái thằng cha này. Ủa sao cô không ăn đi mà ngồi trầm tư suy nghĩ gì vậy? Ăn đi em, ăn đi. Dạ dạ. Dạ, cô chú đây. Cảm ơn con. Ủa, mà con không ăn hả? Dạ, lát con sau cũng được. À, mọi người ơi, con biết ở gần trường dân văn có quán bánh canh ngon lắm. Đâu? Dạ gần trường dân văn đó chị. Dạ. Cô có sao không? Em sao ạ? Sặc nữa hả? Hút lèo đi. Cái thằng này, sao mày cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó hoài vậy? Gì nữa đây? Hâm dọa nữa hả? Cố tình nhắc đi nhắc lại chữ dân văn đây nè. Không ngờ anh ta lại hèn hạ như vậy luôn á. Và mai nó không sao chút xíu nữa. Phải ăn cho bỏ ghét. Con ăn xong rồi, con lên trước nha. Khoan đã. Dạ thưa cả nhà, con có chuyện quan trọng muốn nói. Có gì vậy cậu? Không có gì quan trọng đâu. Cái đồ xấu xa này tính dạch tội mình trước mặt cả nhà hả trời? Chỉ vì một bữa ăn mà hắn lại phản mình. Cái đồ ăn ở không có đức. Mà mắc mớ gì nó mắc nghẹn? Ăn bánh canh có cái gì mắc nghẹn? Dạ chắc là sợ quá, áp lực tâm lý. Nhưng mà không sao đâu, mọi người yên tâm đi, có con ở đây rồi. Phải, hồi nãy cho uống nước lèo nhiều là tỉnh rồi, đâu xỉu nữa. Thiệt là không sao không cậu? Không sao đâu, có cậu đây mà. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Cô xỉu vô mắc nghẹn á. Cô thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Cô uống nước đi. Ủa, cô sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Anh còn hỏi hay sao nữa hả? Giờ anh muốn gì? Anh muốn nói gì? Anh muốn nói tôi là trường đại học dân văn thì anh cứ nói đại ra đi. Chứ anh cứ nhấp nhấp kiểu đó hoài. Muốn nói gì anh nói hết sự thật cho mọi người biết luôn đi. Ừ, tôi học trường dân văn á rồi sao? Nó nhỏ thôi, cô chưa ngoài nghe đó. Còn bị đặt ở đó giả nhân giả nghĩa nữa. Chứ hồi nãy á, lúc mà đang ăn đó, anh cứ nói bóng nói gió hoài. Anh có biết anh làm vậy anh hành hạ tôi lắm không? Hành hạ gì? Tôi nói bóng nói gió gì đâu. Tôi tính nhắc mọi người á,
là đi khám định kỳ thôi mà. Anh đừng xạo, cứ mỗi lần anh nhắc tới cái chữ dân văn là anh có biết là mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi á, nó muốn đổ ra ngoài, tôi nuốt hủ tiếu bánh canh không nổi luôn á. Anh nghĩ sao vậy? Không phải, thiệt tình là tôi không biết cô sợ đến vậy, cho nên tôi tính chọc chơi cô thôi. Chọc chơi? Ác gì vừa phải thôi, nghĩ sao cái khuyết điểm của người ta mà còn chọc chơi nữa. Làm nên hồi hộp sợ muốn chết luôn. Thiệt tình tôi không nghĩ là cô sợ đến nỗi vậy luôn á. Mà thiệt là nãy anh ở dưới anh tính nói với mọi người vậy không? Thiệt mà. Chứ không phải tôi mời anh đi ăn xong rồi cái tôi cho anh leo cây rồi anh ghim tôi để bụng anh trả thù à? Chuyện đó là bình thường mà có gì đâu, mắc mớ gì ghim mà trả thù. Bình thường sao gọi điện cho anh không bắt máy? Lúc đó tôi bằng phẫu thuật. Nhắn tin thì trả lời. Thì về tới đây mới đọc được tin nhắn nè. Đó, bởi vậy làm vậy tôi mới sợ, tôi tưởng anh trả thù tôi á. Nãy sợ muốn chết luôn. Vậy là anh không có ý định trả thù tôi gì hết phải không? Cô thay đổi tâm lý sang sạch 180 độ luôn á. Tại hết hồn. Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi, vậy thôi hả? Mà tôi khóc quá là không phải, tôi sợ anh nói ra bí mật của tôi đâu nha. Anh muốn nói thì anh cứ nói đi, tôi chấp hết luôn á. Mai mốt đừng có làm vậy nữa, nói đại đi. Thiệt tình tôi sợ cô luôn á. Thôi được rồi, từ đây về sau tôi hứa với cô, trước mặt cô tôi không nhắc từ nhân văn gì nữa, được chưa? Nhìn cái gì? Yên tâm đi, tôi đã hứa rồi đó. Thề đi. Mắc mới gì phải thề. Tôi nói được là được.